Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác một đống cục đẩy. Đấy, đẩy này là APP350, công suất là 350W một kênh. Đó. Và đẩy này là công nghệ của xe ép. Các bác nhìn cục quạt này, xe ép luôn. Công nghệ sản xuất là của tập đoàn công ty xe ép. Đấy, một công ty cực kỳ nổi tiếng rồi. Đấy. Và để mặt form của cục đẩy này các bác nhìn này. Mặt của nó màu xanh xanh. Đấy. Xanh xanh mặt trời, à, xanh 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 lá trời, à, xanh à, xanh bầu trời, khổ xanh trời. Nhưng đây là phần công suất của nó là có 6 sò một kênh thôi, 12 sò hai kênh. Máy là sử dụng mạch class AB, mạch truyền thống, và tiếng của nó rất là hay bởi vì công nghệ của xe ép mà các bác thừa biết rồi. Xe ép là một trong công ty thương hiệu rất là lớn, cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới do những kỹ sư người Italia thiết kế nên những mẫu cục đẩy và những mẫu loa có thể gọi là rất là bán chạy hàng ở trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam và cùng với là toàn thế giới. Có rất nhiều anh em tin dùng, rất là nhiều công trình đã sử dụng thương hiệu của xe ép. Thì đây là một cục đẩy do là công ty xe ép thiết kế và được chuyển nhượng lại cho công ty APP. Và đây là cục đẩy APP với mã là 350. Công suất là có 350W một kênh thôi, có thể chơi tốt những cặp loa bass 30 về, ví dụ như bass 30 từ 19 cùng 16 là đánh thoải mái, đánh tẹt ga. Đấy, trong trường hợp nếu mà các bác ghép loa bé quá là đánh có khi là nòi loa ra ngoài luôn, không phải đùa đâu. Thì đây là máy sử dụng nguồn. Đấy, nguồn không to lắm nhưng mà cỡ dây quấn rất là lớn. Ở đây các bác có thể thấy luôn cái điện áp này. Đó. Đây phần màu mạch xử lý nguồn và với là bên cạnh là hai phần mạch công suất. Đấy, công suất đầu ra là 350W một kênh tải 8 ohm và 4 ohm là 500W. Đấy. Còn bốc ngam tức là điểm pack của 4 ohm trên cục đẩy này là 550W nhé. Đấy các bác nhé. Cục đẩy thương hiệu. Đấy. Đẩy này công nghệ và thương hiệu là đều của nó xe ép hết. Đấy. Với mức giá thì khá là sân yêu thương và có 2.9 triệu thôi, chưa đến 3 triệu. Giá trên là bao ship không phải miền Tổ quốc rồi. Nếu các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Và sẽ hẹn các bác trong clip lần sau thì em sẽ test thử chi tiết cục đẩy này với hai thể loại loa là một loa một mẫu là loa full 25 hoặc mẫu là full 30 để cho các bác trải nghiệm thử chất âm của cái cục đẩy này đánh chi tiết và sắc nét như nào. Đừng nhìn nó nhỏ nó bé này thôi mà kêu nó yếu. Em nói thật 350W mà tải những cái loa mà kiểu loa 25, loa 30 thì đánh có khi nòi loa ra ngoài. Bởi vì đây là công suất, nó công suất thật chứ không phải là công suất ảo như các kiểu đẩy mới ở Việt Nam bây giờ. Đẩy mới các bác mua tại Việt Nam giờ là nó khi là 450W hoặc 560W hoặc là 650W, nhưng công suất đo thì chỉ đến tầm 400W hoặc không đến 500W. Đây là tối đa. Đấy. Đẩy mà 650W thì không được đến 500W. Đấy, đẩy 450W thì không nổi 350W. Đấy. Đấy là một điều xin nhấn mạnh với các bác. Với những cái đẩy mới mà kiểu nguồn gốc xuất xứ chưa được rõ ràng lắm thì nó là như vậy. Còn đây là hàng bãi và hàng thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Để các bác nhìn xem linh kiện bên trong làm khá là chi tiết này. Đó. Thì hôm nay nó quay qua giới thiệu các bác như này thôi nhé. Các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp. Hẹn các bác trong clip lần sau thì sẽ có video test đầy đủ, test thử trên loa 30 và loa 25 cộng với đó là loa 4 ohm và loa 8 ohm cho các bác nghe thử nhé.